Chào đón bạn đến với một không gian và thời gian của riêng bạn. Hãy nhẹ nhàng chọn một tư thế mà bạn cảm thấy thoải mái nhất để tận hưởng trọn vẹn những giây phút quý giá sắp tới bạn dành cho mình. Khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu, hãy hiện hữu thực sự trong khoảnh khắc này. Khi bạn lắng nghe tiếng nói của tôi, hãy tập trung để thư giãn và giúp tâm trí của bạn bình ổn trở lại. Hít vào một hơi thật sâu, giữ lại trong giây lát, rồi thở ra từ từ. Nếu suy nghĩ xuất hiện trong đầu bạn, hãy đơn giản chỉ quan sát chúng. Hãy yên lặng và ngắm nhìn chúng từ từ trôi qua bạn. Tôi muốn bạn hãy đặt tay lên ngực mình và cảm nhận sự rung động của từng nhịp tim. Cho phép bản thân mình cảm nhận những rung động ấy, mỗi lúc một sâu hơn qua từng nhịp thở, kết nối với nhịp tim của mình. Hãy thở chậm lại mà không cần cố gắng để giữ hơi thở ở bên trong bạn quá lâu. Đơn giản kéo dài hơn mỗi nhịp thở bạn hít vào và thở ra một cách tự nhiên như những con sóng dài, từ tốn trên một bãi biển đầy nắng. Hãy để những âm thanh của những suy nghĩ, những tiếng động quanh bạn từ từ nhỏ lại, nhỏ lại. Hãy để sự tĩnh lặng này dẫn dắt bạn. Lắng nghe nhịp đập của trái tim mình và cảm nhận những làn sóng của cuộc đời bạn. Hãy để cơ thể bạn được duỗi ra và xem liệu bạn có thể thả lỏng và thư giãn hơn nữa được hay không. Cảm nhận bề mặt đang nâng đỡ cơ thể bạn. Hít vào và tin tưởng. Thở ra và loại bỏ những căng thẳng. Giờ đây bạn bình ổn và cân bằng hơn trong thân thể và tâm trí mình. Hãy scan khắp cơ thể bạn xem có bất cứ nơi nào đang còn căng thì hãy thả lỏng. Từ đỉnh đầu đến khuôn mặt, cổ, vai, nương theo trọng lượng và thực sự buông lỏng cơ thể. Đôi vai, bàn tay, ngực, chân, hãy buông lỏng tất cả. Giờ tôi muốn bạn hãy hướng sự tập trung vào bên trong bạn. Tưởng tượng bạn đang đi trên một con đường cỏ mềm dẫn tới một khu rừng. Bạn nhìn thấy tất cả sự xanh mướt bao quanh bạn. Những tia nắng mặt trời chiếu qua kẽ lá. Không khí ấm áp, hoàn hảo cho một cuộc đi dạo của bạn. Khi bạn bước đi, bạn nghe thấy những tiếng chim ríu rít trên cành, tiếng lá khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, và bạn ngửi thấy tất cả những hương thơm của tự nhiên. Ở phía xa, bạn nhìn thấy những tia sáng lung linh phản chiếu ở mặt nước và tiếng róc rách êm dịu, và nó cách nơi bạn đang đứng đúng 10 bước chân. Tôi sẽ đếm đến 10 để bạn bước dần tới nơi kỳ diệu này. Và với mỗi một bước chân, bạn đi sâu hơn vào trong sự thoải mái, an ổn và tỉnh thức của chính mình. Và giờ bạn bắt đầu bước. 10. Bạn bước về phía mặt nước. Bạn thực sự thả lỏng và mọi căng thẳng trong bạn đang tan chảy. 9. Bạn cảm thấy mình buông đặt xuống tất cả những trách nhiệm, những việc bạn cần phải làm lúc này. 8. Bạn biết bạn đang ở đúng nơi bạn cần ở và thế giới ngoài kia dường như đóng lại. 7. Bạn đi sâu hơn vào sự thư giãn. 6. Cơ thể bạn thực sự thả lỏng theo từng bước chân. 5. Bạn buông bỏ thực sự.
4. Bạn đi sâu hơn vào trạng thái thư giãn, thoải mái. 3. Bạn tới gần nơi phát ra âm thanh róc rách. 2. Bạn bước sâu hơn vào sự thư giãn và thả lỏng. 1. Buông lỏng hoàn toàn. Và bạn đã đến nơi. Trước mặt bạn là một dòng suối trong vắt, êm ả. Bạn ngồi xuống bên bờ suối. Đôi chân bạn chạm vào dòng nước mát lành. Bạn cúi xuống bốc đầy nước vào lòng bàn tay. Bạn ngồi đó và chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của khu rừng bên bờ suối. Trong không gian này, bạn biết bạn thực sự an toàn và tự do. Bạn hoàn toàn ý thức được từng suy nghĩ của bạn, như thể bạn là người quan sát những suy nghĩ của chính mình. Giờ, tôi muốn bạn hãy nghĩ về những căng thẳng hay một nỗi đau đang chiếm hữu tâm trí của bạn. Tưởng tượng, nó giống như một tảng đá bạn đang cầm trên tay. Và giờ đây, hãy hình dung bạn cùng với tảng đá này bước xuống dòng suối, từng bước một. Dòng nước mát lành chảy qua đôi chân bạn. Tới giữa dòng suối, bạn thả tảng đá kia xuống. Dòng nước cuốn nó đi xa dần. Và bạn đứng đó quan sát tảng đá bị cuốn đi và tan biến dần, cho tới khi nó chỉ còn là bọt nước và rồi hoàn toàn biến mất. Những đau đớn, căng thẳng, phiền muộn trong bạn cũng vừa được tan chảy ngay trên dòng suối này, như thể chưa bao giờ tồn tại. Bạn đứng đó trong giây lát rồi quay trở lại về bên bờ suối. Giờ đây, trong bạn đang cảm thấy như thế nào? Nhẹ nhõm, bình an, rộng mở, yên ổn. Bạn cảm thấy ra sao? Con người đang ngồi bên bờ suối lúc này như thế nào? Hãy tưởng tượng, mỗi khi muộn phiền lo âu xuất hiện, bạn lại tìm đến với dòng suối này và đặt vào lòng suối những tảng đá đang đè nặng tâm trí bạn. Khi đó, cuộc sống của bạn sẽ như thế nào? Và dòng suối vô cùng vô tận ấy không bao giờ cạn kiệt. Nó luôn ở đó. Chỉ cần bạn bước chân quay về bên trong chính mình, trên 10 bước chân là bạn có thể chạm tới dòng suối này. Bạn được gội rửa, tái tạo và trở nên nguyên sơ, bình an và thanh thản. Và khi ấy, bạn trở về là phiên bản bình yên nhất của chính mình. Với phiên bản bình an này, bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi tất cả những mục tiêu, những ước mơ của bạn đều đã thành hiện thực? Khi đó, bạn trông như thế nào? Hình ảnh của bạn ra sao? Ngày hôm nay và trong khoảnh khắc này, bạn đã vừa gặp gỡ với phiên bản hạnh phúc, bình an và tự tại đó của chính mình. Với vision và phiên bản bạn vừa tạo ra của mình, hãy mang ý thức quay trở lại với cơ thể và hơi thở của bạn. Bắt đầu đánh thức các ngón chân của mình, rồi lòng bàn chân, và cảm nhận luồng năng lượng chạy vào cơ thể của bạn qua hai bàn chân, rồi tới đầu gối, đùi, hông và bụng bạn. Tất cả những cảm giác căng thẳng, mệt mỏi giờ đây được thay thế bằng năng lượng yêu thương
dâng tràn lên tới ngực, cổ và đầu bạn, đánh thức những cơ trên khuôn mặt bạn bằng một nụ cười. Hãy cử động các đầu ngón tay và khi sẵn sàng, hãy mở mắt ra. Giờ đây, tầm nhìn của bạn rất sáng rõ và rộng mở. Năng lượng trong bạn an ổn và quân bình. Hãy quay trở lại với giây phút này cùng với một sự thật rằng bạn có trong mình cả một suối nguồn bình yên mãi mãi ở trong bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian ở đây. Hãy nghe video này đều đặn mỗi ngày trong ít nhất một tháng để những ý tưởng này có cơ hội được thấm sâu vào trong tâm trí của bạn. Chúc bạn một ngày bình an và chúc cho những điều tốt lành sẽ bừng nở trong cuộc sống của bạn như những đóa hoa. Tôi là Ruby Nguyễn, and I love you.